Để tôi tả với các bác cái mùi vị của cái món này. Ôi nó cay. Chấm cái này ngon hơn cái này. Riêng bản thân tôi là như thế. Chấm cái chảo này này. Chào các bác, hôm nay tôi mở hộp gọi là unbox cái thịt trâu hôm qua anh Thêm làm trên bàn gửi về. Tức là tính những ngày hôm nay tôi nhận được hai hộp thịt này là tròn 24 tiếng đấy. Bây giờ mở ra xong bắt đầu đóng gói để gửi cho các bác. Số còn lại thì bắt đầu mới cho vào trong tủ đá để bảo quản. Mở ra xem nào. Tân Gia Bát, Hà Nội. Ai giờ chủ tịch đóng, phó chủ tịch đóng cẩn thận thế nhỉ. Ai giờ. Ôi giờ. Bây giờ mở nốt cái hộp kia nha. Còn cái phía bên này thì đây, các bác nhìn đây. Thịt trâu góc bếp mà tôi vừa gửi về 24 tiếng nó còn nguyên như này. Chưa có để trong tủ đông gì cả. Nên này ăn bây giờ nó sẽ rất là ngon. Thì hôm nay tôi quay cái video này, tôi hướng dẫn các bác cái cách ăn làm sao cái thịt trâu góc bếp để nó chuẩn 100% nên nó ngon nhất nhá. Chứ nhiều bác nhận được cái thịt của tôi về này ăn không biết cách nó không ngon lắm đâu. Phải để tôi hướng dẫn. Đây ví dụ vào đây, đây lần này anh Thêm anh làm cẩn thận phết rồi này. Hướng dẫn cách thái thớ thứ cho nó chuẩn rồi này. Một lần trước làm vẫn chưa chuẩn lắm. Vì trên bản mọi người ăn thì cứ làm theo kiểu là của bản nên là cứ thái lung tung miếng to miếng nhỏ. Bây giờ tôi yêu cầu thái nó phải chuẩn, không thái to quá, không thái nhỏ quá. Thớ nó phải đều nhau một tí. Thôi cái này thì lại bé quá. Nói chung là một con trâu mổ dai khó lắm các bác ạ, làm không phải đơn giản đâu. Nó có miếng to miếng nhỏ đây này, và thùng thịt đây này. Chuẩn chưa? Rồi bây giờ để đây. Đây ví dụ tôi cắt nó ra, các bác nhìn cái thịt nó đen này nhá, nhưng mà cắt nó ra ấy, bên trong nó vẫn còn màu như này. Bác đâu? Nó vẫn còn mềm thế này. Tùy vào vùng, tùy ví dụ như là vùng Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, mỗi vùng đều có một cái kỹ thuật làm thịt khô khác nhau, nhưng mà riêng đối với tôi anh em trên bản người ta làm không bao giờ người ta làm khô cứng như các bác hay mua ngoài các cái siêu thị đâu. Tôi làm bao giờ bên trong nó vẫn phải mềm. Ăn thì nó mới còn rõ nguyên cái vị ngon của thịt, chứ còn nếu bây giờ làm khô cứng ấy, một là chi phí nó sẽ cao hơn, hai là các bác sẽ không thể phân biệt đâu là trâu, đâu là bò, đâu là lợn, nó rất khó đấy. Nó phải như thế này này. Thì trâu bao giờ những cái thớ nó phải như thế này. Đấy, các bác nhìn này. Bây giờ các bác có thể cầm này bác ăn được luôn trực tiếp. Nhưng mà để ăn ngon nhất ấy, tôi sẽ hướng dẫn các bác cụ thể hơn. Đấy, đối với thịt mới thì như thế, còn đối với thịt mà sau khi tôi sau một ngày về là bắt đầu phải bỏ trong ngăn đá luôn. Ui giời. Thì phải cho vào những cái túi hút chân không như này để bảo quản. Các bác nhận được thịt của chúng tôi về phải bỏ trong ngăn đá nhé, không bỏ ngăn mát nó mốc ngay đấy. Ngăn đá như thế này. Quan trọng như các bác nhận được cái túi thịt mà có ngăn đá như này, nhìn nó cứng này không biết cách ăn này, thì chúng tôi hướng dẫn cho chi tiết để các bác ăn nó ngon nhất. Đóng vào.
xong phim hoàn chỉnh, đẹp phết chứ nhỉ. Cái này có tiền mua cái máy tô bịch ấy. Đây, xong xuôi hai bịch cho vào trong ngăn đá tủ lạnh. Các bác nhớ phải bỏ ngăn đá nha, không phải ngăn mát thôi nha, ngăn đá đấy. Ngăn mát là nó mốc ngay. Xin chào các bác, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bác cách ăn thịt trong các bếp chuẩn nhất nhá. Thì đầu tiên là đối với cái thịt vừa mới chuyển về thì nó sẽ như thế này, nhưng mà chúng tôi chỉ để trong vòng ngày hôm đấy thôi. Thế còn sau đó thì chúng tôi phải cho vào trong cái túi hút chân không và vứt trong tủ lạnh. Thì nhiều khi nhiều các bác nhận được thịt trâu trong cái túi hút chân không cái này ấy, nó cứng đơ mà chả hiểu là sẽ ăn kiểu gì cho nó chuẩn. Đây, ví dụ như tôi mở cái này ra cho các bác xem nhá. Ai giả chặt thế. Đây, thì các bác nhìn thế này, nó bị đóng đá như này. Đây, đá đấy, cái này là đá đấy. Thì bây giờ nó cứng đơ luôn. Này, gõ này. Này thì ăn làm sao được đúng không? Đây, các bác nhìn này, nó cứng thế này. Không biết ăn nó sẽ không ngon. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bác cách ăn làm sao cho nó chuẩn nhất chế biến trước khi chúng ta sử dụng nhá. Đầu tiên đối với cái thịt hun khói hay thịt các bếp của chúng tôi, thịt trâu ấy, vừa mới bỏ trong cái ngăn đá ra thì nó sẽ cứng, thì các bác để ngoài cho nó giã đông một tí. Giã đông sau đó các bác có thể có hai cách dùng cái này. Đầu tiên chúng ta giã đông ra để nguyên cho nó tan hết cái đá đấy nhá. Một là các bác dùng cái lò vi sóng. Trước khi cho vào lò vi sóng thì các bác nhúng nước cái miếng thịt này, nhúng nước vào một tí, vào nước ấy, nước lá ấy. Sau đó ta bắt đầu nhúng cho nó ướt mà. Sau đó ta bắt đầu mới bật đặt vào trong lò vi sóng ấy, bật ở cái nhiệt độ khoảng 600W. Và trong vòng khoảng 1 phút rưỡi đến 2 phút là nó chín mềm luôn, bên trong nó mềm luôn, mềm ra rồi đấy, thì đấy ta ăn rất là ngon. Thế còn đối với cách thứ hai là cách chúng ta hấp hoặc sôi lên ấy, thì trên bản chúng tôi vẫn có thường có thể sôi hoặc hấp lên để ăn. Cách phổ biến nhất là chúng tôi dùng cái thịt như này, chúng tôi cho vào trong cái cho bếp để mốc nó lên, gọi là mốc tiếng Thái, là làm cho nó nóng lên. Nhưng mà dưới xuôi chúng ta làm gì có cho, thành phố không có cho, chúng ta phải là hấp nó lên. Thì hấp đơn giản lắm, các bác hấp cách thủy như kiểu là chúng ta hấp xôi cơm ấy. Thì các bác nếu có lọ cái xôi cơm, chúng ta cho vào trong cái chỗ xôi cơm sôi 5 phút là nó chín. Hai là các bác có thể dùng một cái song, đổ một ít nước vào, lấy một cái bát hoặc cái đĩa cao thành một tí, đặt cái miếng thịt vào, sau đó cho trong nồi hấp lên một lúc khoảng 5 đến 7 phút là nó chín. Đây, các bác nhìn thấy không? Sau khi miếng thịt các bếp của chúng tôi ấy, được cho vào trong cái lò vi sóng hoặc là ta hấp sôi lên ấy, thì nó sẽ rất là mềm, nó thơm, thơm lắm, cái mùi mắc khén, mùi hạt dổi, mùi ớt là thứ thơm lắm. Thì bên trong nó đã mềm, rất là nóng bên trong đấy, các bác đợi một tí, sau đó chúng ta có thể xé ra để ăn. Thì đầu tiên bây giờ tôi sẽ cắt cái miếng thịt này ra nha, các bác nhìn nó xấu xí, nó đen thế này, nhưng mà tôi cắt ra, các bác nhìn bên trong các bác biết ngay. Rồi tôi cắt ra đó nha. Đấy, bây giờ các bác nhìn thấy miếng thịt thì tôi để thế này nha. Đây là tôi đã hấp xong rồi đấy, tôi sẽ cắt cái miếng to hơn một tí, ví dụ như cái miếng này. Là cái miếng rất là to. Tôi sẽ cắt đôi cái miếng thịt này ra để các bác xem bên trong này. Cắt đôi miếng ra nhá. Các bác thấy chưa? Bên trong nó như thế nào? Để tôi nhấc cái máy quay lên một tí để các bác nhìn. Các bác thấy không? Cái miếng thịt hoàn toàn là bên trong nó vẫn còn rất là hồng thế này. Tất nhiên thịt trâu nó sẽ có cái màu đen như thế này một tí, nhưng mà nó vẫn còn cái màu hồng hồng mà nó rất là mềm, chứ nó không có cái kiểu ăn cứng ngoắc đâu. Bây giờ ăn rất là đơn giản, thì tôi hướng dẫn các bác nhá. Xong xuôi, sau khi cái thịt này ta vừa thái như này, thì thường này tôi hay ăn, tôi thích nhất ăn kiểu là cầm cả miếng cái này nhai, nhưng mà các bác có thể là các bác cần thì các bác xé ra từng cái miếng nhỏ như này. Đó, xé ra những cái miếng nhỏ này, sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bác cái cách pha nước chấm. Nhưng mà đối với cái miếng to này, ngon nhất là khi vừa mới sấy xong cái trên giàn còn đang nóng ấy, bỏ xuống ăn ngay. Rồi tôi thử miếng đã. Mềm lắm.
ăn cho nó đúng kiểu miền núi chúng tôi ấy, là nếu như trong trường hợp mà cái miếng thịt to này các bác cũng có thể là các bác dùng cái chày to, cái chày này hơi bé thì không nói, chày to các bác đập thật mạnh, cứ đập xong một lúc là nó mềm ra, bắt đầu ta xé xé nó lên nó tơi mà rất là ngon, xé tơi ra được ngay, các bác dùng cái chày đập ấy. Bây giờ tôi hướng dẫn các bác cách chấm cái gì cho nó ngon nhá. Rồi bây giờ đến làm sao để ăn cái này cho nó chấm cho nó đúng kiểu, tức là cái thịt gác bếp này. Thì tôi nói thật, đầu tiên là các bác ở thành phố các bác thường hay chấm nhất là cái tương ớt, đúng không? Các bác hay chấm tương ớt nhất. Tôi đồng ý tương ớt chấm khá là ngon. Một cách để chấm. Thứ hai, chúng tôi thường hay chấm pha nước chấm lấy. Là các bác cần như này cho tôi, đây ví dụ như tôi đã pha thành phẩm ở đây. Các bác để một bát nước chấm này các bác cần này. 2 hoặc 3 hạt dổi. 1 thìa nhỏ hạt mắc khén. 1 quả ớt. 1 thìa súp hoặc là muối đấy. Và một ít nước, các bác cho tất cả vào đây giã đều lên. Giã nhỏ ra sau đó đổ nước vào trộn đều lên đây. Thế này bát nước chấm gọi là chấm. Đây là cái món chúng tôi thường hay ăn ở trên bản đấy. Toàn bộ rau củ quả thịt chúng tôi chấm cái này chứ không chấm nước mắm đâu. Đây là cách thứ 2. Thế còn cách thứ 3 thì cầu kỳ hơn một tí. Tức là cái món chấm chéo đấy. Cái này thì nó sẽ khá là phức tạp bởi vì nó cần rất nhiều các loại rau thơm khác nhau. Thì các bác vui lòng xem cách làm chấm chéo này ở dưới cái link. Trên cái video mà tôi có để một cái đường link những bài viết trên website của tôi. Hoặc là các bác kích vào cái nút chỗ này này. Đây này, đây cái nút đỏ đây. Trắng trắng đây này. Là các bác mở ra được xem cái bài viết hướng dẫn làm cái chấm chéo này của chúng tôi. Tất cả những cái món này đây tôi có 3 thứ để chấm. Thì bây giờ tôi sẽ thử từng thứ một xem cái nào ngon. Tùy vào từng cái khẩu vị của các bác. Các bác có thể dùng để các bác chấm nhá. Xong xuôi, bây giờ chúng ta đã có thịt gác bếp đã xong rồi này. Xé ra rồi này. Hấp lên xé ra rồi này. Nước chấm chúng tôi có 3 loại, pha 3 loại này. Thứ hai nữa, ba nữa là cần phải có cái gì để nhắm, đúng không các bác? Rồi, bây giờ thế này. Cái đồ nhắm thì rượu là nhiều người thích uống. Trên bản anh em thường uống rượu chứ không uống bia. Nhưng mà tôi nói thật thế này, tôi riêng đối với cái thịt các bếp này tôi lại thích uống bia. Chứ tôi không thích uống rượu lắm bởi vì rượu nó khá là nó nóng. Trời lạnh của Hà Nội, trời nóng của Hà Nội này chẳng có gì tuyệt vời bằng một cái chai bia lạnh đâu các bác. Tôi nói thật, chai bia lạnh uống với lại ăn với lại cái thịt các bếp này thì tôi nói thật với các bác chứ buổi chiều này ngồi trên gác này mà ngắm mặt trời nó lặn xong là làm một ly bia. Đây này các bác nhìn này, món ngày hôm nay tập trung từ trong miền Nam là bia của miền Nam, thịt gác bếp của Tây Bắc và ngồi ăn ở Hà Nội. Rồi bây giờ tôi sẽ chấm thử các bác nhá. Đầu tiên tôi sẽ thử trước cái tương ớt nhá các bác nhá. Tôi chấm thử tương ớt trước. Thật ra tương ớt tôi cũng không thích lắm đâu nhưng mà cũng được, ăn ngon lắm. Đây, nó vị hơi chua chua cay cay một tí. Ngon lắm. Cũng được. Mời các bác làm một ly bia. Tuyệt vời. Bỏ sát vào đây xem nào. Đấy các bác ăn này phải đúng kiểu của tôi này, nó ngon nhá. Chứ về các bác mà nhận được thì các bác không biết cách làm ăn nó không có ngon đâu. Tiếp tục lại đến cái món thứ hai là cái món chẩm này tôi thường hay làm trên bán. Cái món này vừa có mùi mắc khén, mùi hạt dổi, nó tăng thêm cho cái mùi thơm của cái miếng thịt. Chấm nó lại cay của ớt nữa. Thì ăn cái này phải suýt xoa tôi nói nhá. Tôi nói các bác là tôi ăn hay suýt xoa vì nó cay. Với thứ hai tôi ăn nó cảm giác thoải mái, tự nhiên, nó rất là ngon. Suýt xoa nó mới ngon. Đấy, chấm các bác mạnh tay một tí này. Chấm nó thế này một tí. Đấy. Rồi. Làm một miếng. Ai da. Làm một ngụm bia nữa. Đặt đây. Để tôi tả với các bác cái mùi vị của cái món này. Ôi nó cay. Chấm cái này ngon hơn cái này. Riêng bản thân tôi là như thế. Chấm cái chẩm này này. Nước này, mắc khén, hạt dổi, ớt, muối. Nó tăng cho cái mùi thơm của cái thịt gác bếp lên. Bản thân thì gác bếp nó đã có cái mắc khén, hạt dổi nha các bác nha. Ớt nhá. Nhưng mà chấm thêm cái này nó tăng cái mùi thơm rất là nhiều. Ăn ngon lắm. Nhưng cái này vẫn chưa ăn thua. Tiếp tục sang cái thứ ba này mới gọi là ngon nhất đây này. Đây bây giờ mời các bác sang cái món thứ ba. Thôi cái này để đây cho nó đẹp. Rồi món thứ ba là cái món chẩm. Cái món này là cái món tuyệt vời nhất. Nó có mùi thơm tất cả từ mắc khén, hạt dổi cho đến rau thơm. Các loại rau thơm, xả, gừng,
ăn vào với nhau tuyệt vời luôn đấy. Bây giờ tôi phải chọn một cái miếng nào nó to một tí nha các bác nha. Thì tôi chọn một miếng to, ví dụ như miếng này đi. Đây thì các bếp nó hồng hồng đen đen, thơm thơm. Các bác chấm vào cái này cho tôi, chấm mạnh tay một tí, chấm mạnh tay một tí. Rồi, ăn quả này cháy nước mắt luôn. Đây các bác nhìn này này, thấy chưa? Các bác thấy chưa? Chấm mạnh tay một tí nhá. Cay quá. Cho nhiều bọt một tí. Cái dã man luôn này. Rồi, bây giờ mời các bác bia. Ngon. Nói các bác là ngon lắm. Các bác thấy không? Sau khi chúng ta đã chuẩn bị một loạt cái này ăn khá là kỳ công đấy, không phải đơn giản đâu. Thì hôm nào tôi ở bản tôi sẽ làm một cái món gọi là thịt sấy nguyên cả tảng to cái này nhá. Bên trong nó vẫn còn đỏ. Sấy cả tảng to cũng đùng luôn, chứ ăn được ngay đâu, sấy xong vẫn phải đây lại có con kiến nó chạy ở đây này. Sấy xong là phải cho vào trong cái chõ hấp lên, ăn ngon lắm. Rồi, cảm ơn các bác đã cùng tôi đồng hành với tôi buổi ngày hôm nay ăn những cái món lạ lạ của Tây Bắc tôi này và pha những loại nước chấm ngon. Thì đối với cái thịt trâu này các bác, tôi với anh thêm với mấy anh em trên bản làm ấy, cái triết lý của tôi trong kinh doanh cái mảng thịt trâu này ấy, là mang đến cho các bác những sản phẩm thực sự chất lượng. Ví dụ như thịt trâu này là đảm bảo thịt trâu tôi mổ ra, trâu sạch, trâu còn sống đấy, mổ ra và làm về chuyển về chỉ có tôi bán ra cho các bác thôi, đóng gói thì những cái túi hút chân không thế cho các bác. Chứ tôi cũng không phải là làm thương mại lớn xong là bày bán ra các cái siêu thị đại lý, tôi không làm thế. Bởi vì cái thịt trâu này có rất nhiều cái hạn chế về lãi suất cũng như là làm thời gian vận chuyển phức tạp lắm. Tôi chỉ có làm sao để tại cửa hàng Hoa Văn Food luôn có sản phẩm chất lượng tốt để phục vụ các bác. Về giá bán thịt trâu thì các bác vui lòng xem dưới đường link dưới description của video, hoặc các bác kích vào cái link cái nút trên này để các bác xem được cái giá sản phẩm và đặt hàng qua cái số điện thoại hotline là 0914268535 của chúng tôi. Thôi thì bây giờ buổi chiều rồi, các bác nhìn đây này, chiều Hà Nội đây, nhìn có đẹp không? Thôi buổi chiều không chiều tôi không biết, nhưng bây giờ tôi phải làm thêm vài miếng nữa đã. Các bác bây giờ đã đi làm về chưa? Tôi nói thật với các bác, tôi kinh doanh tự doanh như này mấy năm nay cũng có cái thuận lợi là thời gian làm việc nó không cố định, lúc thì ở miền núi, lúc thì ở đồng bằng, đi lại liên tục. Nhưng mà được cái sự tín nhiệm của các bác ủng hộ rất là nhiều, tôi cảm ơn các bác rất là nhiều đấy. Tôi thử miếng này nữa nha. Đấy, vừa nói cảm ơn xong rồi đòi làm miếng nữa. Đây, các bác nhìn đây. Các bác thấy chưa? Các bác có thấy không? Ngon miếng. Nên là tôi cũng phải thành thật xin lỗi các bác rằng là tôi làm video về ăn uống ấy, thường là tôi hay ăn, mà tôi không phải ăn giả đâu, tôi ăn thật ấy. Không phải ăn giả vờ xong khen ngon, tôi ăn thật luôn. Nên là trong cái lúc quá trình ăn ấy, máy quay tôi cầm trước mặt thế này mà, nên có những cái âm thanh nó vọng vào, nhiều bác tỏ ra rất khó chịu. Tôi cũng biết là như thế, nhưng mà thôi, vì là thật ra tôi ghi hoàn toàn quá trình tôi làm mà. Tôi làm tôi ăn chứ đâu phải tôi làm để ấy đâu. Thứ nhất là giới thiệu với các bác, nhưng mà tôi chủ yếu bọn tôi làm tôi ăn đấy. Phải làm ra phải ăn chứ, đói lắm các bác ạ. Bây giờ tôi thử một chiêu cuối cùng là chấm tất cả các loại này vào với nhau ăn có đau bụng không. Chấm hết tất cả vào này. Một phát cả miếng to này, nhai luôn. Sài Gòn Special. Bỏ đây. Nằm ngụm bia. Thôi trời gần chiều rồi. Chúc các bác một ly. Chúc các bác sau một ngày làm việc vất vả có thời gian thực sự thoải mái, hạnh phúc bên gia đình, thưởng thức những cái món ngon. Những cái món ngon là do mình làm ra các bác nhé. Còn nếu các bác có thời gian, các bác có điều kiện, các bác đi ra tiệm ăn tôi không có ý kiến gì cả, tốt thôi. Nhưng mà ta tự làm được chứng tỏ được cái sự thương yêu cũng như là cái quan tâm chăm sóc gia đình bằng cái những cái món ngon chúng ta làm được ấy. Ví dụ như nước chấm này các bác tự pha, các bác đã chứng tỏ rằng là tay nghề nấu ăn các bác cao rồi. Nào, mời các bác một ly cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn và vui lòng nhớ là đừng quên bấm vào cái nút
subscribe dưới màn hình này để ủng hộ kênh Tân Hoa Văn Food của tôi nha. Xin chân thành cảm ơn các bác. Chúc sức khỏe.